Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tại thị trường nội địa, các mặt hàng gỗ nội thất Việt Nam được đánh giá rất nhiều tiềm năng. Đánh giá này dựa trên xuất phát điểm Việt Nam có hơn 100 triệu dân và các công trình xây dựng ngày một gia tăng, nên nhu cầu tiêu thụ gỗ rất lớn. Ngoài ra, nhu cầu đồ gỗ cho các khách sạn, văn phòng cũng có xu hướng tăng nhanh và ổn định trong dài hạn. Từ thực tế tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm gỗ đã nhận ra rằng cần đứng vững trên cả hai chân, xuất khẩu và nội địa, để khỏi bị lo lắng mỗi khi thị trường thế giới biến động. Với sức tiêu dùng và mức sống ngày càng cao, nên nhu cầu sử dụng đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất của thị trường nội địa rất phong phú và đa dạng. Thị trường đồ gỗ nội thất trong nước giờ đây được đánh giá là thị trường không nhỏ với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ và được dự báo có mức tăng trưởng bình quân 15% một năm. Đối với cái thị trường trong nước, quả thực là chủ yếu là do các làng nghề. Hiện nay chúng ta có trên 340 cái làng nghề phân bố rải rác trong cả nước. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận để mà làm hai cái việc. Một, tức là tuyên truyền, nâng cao nhận thức để đảm bảo toàn bộ cái gỗ đưa vào chuỗi cung, kể cả gỗ nhập khẩu cũng như gỗ trong nước là có cái xuất xứ hợp pháp. Cái thứ hai là liên kết giữa các cái doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn với các cái làng nghề. Tại Việt Nam, nhiều cơ sở doanh nghiệp đã và đang linh hoạt trong sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường nội địa. Đơn cử tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, nơi có nhiều cơ sở doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất hiện nay, đã và đang khai thác chủ yếu phân khúc gỗ nội thất văn phòng, cơ quan và nhà dân. Thời gian qua, chính quyền địa phương tại đây đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại. Xã chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các cơ sở nên là quảng bá các sản phẩm của mình trên hệ thống Zalo, rồi thì hệ thống internet, rồi thì hệ thống chuyên thành của xã để tức là các cơ sở này có cái sản phẩm của mình quảng bá được nhanh và đảm bảo chất lượng. Sau khi bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng là nhanh và đúng chất lượng. Được biết, để trụ vững ở nội địa, doanh nghiệp này ngoài việc phải giữ chất lượng và uy tín hàng đầu, còn sẵn sàng hợp tác với chủ đầu tư, nhận thi công, thiết kế không gian nội thất theo yêu cầu. Thời gian qua, doanh nghiệp đã liên tục đưa ra thị trường những mẫu mã mới, đẹp, tiện lợi, phù hợp yêu cầu của người tiêu dùng, với đội ngũ tư vấn, nhận thiết kế giàu kinh nghiệm và thi công nội thất trọn gói. Doanh nghiệp đã liên tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình theo chiều sâu, gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng hệ thống phân phối tại thị trường trong nước. Cái sản phẩm nội thất của công ty tôi đã đáp ứng cho toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước. Và hầu như là ở tỉnh thành nào cũng đã có công trình của công ty rồi. Là hàng tinh xảo. Nên là cái việc mà kết hợp máy móc thì phải đi với cả tay nghề của thợ nữa. Chứ không phải là chỉ sử dụng riêng máy móc công nghệ cao. Việt Nam hiện nay có trên 300 làng nghề chế biến gỗ. Thị trường nội địa khá lớn và có nhiều tiềm năng. Với dân số hơn 100 triệu người và mức sống ngày càng được cải thiện nhanh. Ước tính, thị trường nội địa chiếm khoảng 40% tổng giá trị thương mại đồ gỗ Việt Nam, với giá trị khoảng 2,25 tỷ đô la Mỹ, bình quân 31,7 đô la Mỹ trên một đầu người. Tuy nhiên, thị trường gỗ trong nước hiện nay còn thiếu kênh phân phối, sản phẩm đồ gỗ của các làng nghề khó tiếp cận với ngay cả khách hàng trong nước. Do vậy, để sản phẩm của các làng nghề tại Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, các doanh nghiệp và làng nghề chế biến gỗ cần đổi mới nguyên liệu, mẫu mã sản phẩm, cải tiến hình thức cũng như các giải pháp xúc tiến thương mại. Về hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thì thành phố Từ Sơn hiện nay có các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đã hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn có các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, mua sắm máy móc, dây chuyền, thiết bị mới, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ
trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Làng gỗ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh được biết đến với thương hiệu đồ gỗ cao cấp từ lâu đời và nổi tiếng nhất tại Bắc Ninh. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tại đây tập trung chế biến hàng thủ công mỹ nghệ mà làng nghề có lợi thế, mạnh dạn đầu tư cả về kỹ thuật và chất lượng tay nghề nhằm tăng khả năng sản xuất các mặt hàng gỗ nội thất được thị trường nội địa ưa chuộng, đảm bảo độ chính xác cao cho sản phẩm với đa dạng các loại họa tiết, hình dáng độc đáo, đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người sử dụng. Hiện tại thì công ty đã đưa ra các sản phẩm mới với thiết kế là kết hợp giữa gỗ với các cái vật liệu phụ trợ khác để tạo ra cái dòng sản phẩm mới vừa có tính thẩm mỹ cao, mẫu mã đẹp, vừa chất lượng tốt và giá cả rất là hợp lý, có thể tiếp cận được nhiều với cái đối tượng khách hàng trong nước. Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, các cơ sở sản xuất gỗ nội thất tại Từ Sơn, Bắc Ninh còn liên kết chặt chẽ với nhau trong các khâu từ nhập nguyên liệu cho đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các làng nghề tại đây cũng là một trong những khu vực làng nghề có sự chuyên môn hóa, liên kết trong sản xuất được thể hiện một cách rõ nét. Chúng tôi cũng đưa các sản phẩm, tìm hiểu các sản phẩm có tính chất hiện đại và kết hợp với lại cái kỹ thuật của làng nghề truyền thống để làm ra các sản phẩm nó đạt cái tiêu chuẩn và chất lượng cao. Thì thứ nhất là về cái khâu nguyên liệu đầu vào, chúng tôi luôn được lựa chọn rất chi là tỉ mỉ và cẩn thận. Thứ hai là cái công tác về triển khai mẫu mã, thì cái dáng dấp của một sản phẩm thì bao giờ cũng được chúng tôi chú trọng. Để thúc đẩy phát triển các làng nghề sản xuất gỗ nội thất, thời gian qua, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã đặc biệt quan tâm triển khai công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thông qua hình thức tham gia các hội chợ làng nghề. Việc xúc tiến thì chúng tôi cũng đã liên hệ với một số tỉnh, nhất là các tỉnh phía Nam, vừa là lấy hàng, vừa là giới thiệu sản phẩm. Cái đấy cái thứ nhất, cái thứ hai cũng khuyến cáo là các hộ kinh doanh là chú trọng đi sâu vào chất lượng đấy để mà ra thị trường là được thị trường tin dùng và ủng hộ. Theo các chuyên gia kinh tế, lợi nhuận đồ gỗ từ thị trường nội địa cũng sẽ cao hơn so với xuất khẩu, do nhu cầu về chất lượng không như xuất khẩu nên có thể tận dụng nguyên liệu trong nước, chi phí vận chuyển thấp hơn nhiều so với xuất khẩu. Vì thế nếu khai thác tốt thị trường trong nước bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hơn nữa, doanh nghiệp chế biến gỗ nội thất sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển và sản phẩm gỗ Made in Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại hàng ngoại trên sân nhà.